Ơi, chào các bạn, mình đang đứng trước cửa Costco nha. Thì mình đang muốn vô trong mua một số đồ đem về Việt Nam. Và cái thứ hai là mình muốn xem coi ở trong Costco hiện giờ cái vấn đề mà chen lấn mua giấy vệ sinh rồi mua nước uống rồi nó như thế nào nha. Hãy cùng khám phá với mình. Rất là thú vị nha các bạn. Hôm nay mình vô Costco để mình mua hàng với ba mẹ nha. Mẹ mình đang coi ngay cái khu đầu biển chỗ mình rất là thích coi cá. Còn mình thì mình coi nghêu. Đó, tôm nè nha. Và cua hoàng đế. Mua cua hoàng đế ăn nha. Ở trong Costco này mình rất thích tại vì rất là nhiều đồ rẻ. Đấy. Và nó có một món mà mình cũng hay mua ăn, đó là cái này nè. Đó, con gà roti 4 đồng 99 một con. À, các bạn thấy không? Đó, nguyên con gà luôn, bự vậy đó. Con này là ba người ăn không hết đó nha cả nhà. 4 đồng 99 là nếu mà tính ra là chừng 120 ngàn chứ gì, đúng không? 120 ngàn. Nên đồ ăn đây rất là rẻ. Và các bạn nhớ là hồi xưa là ở Việt Nam mình có những cái tin tức là dân Mỹ là lo gom giấy vệ sinh, gom nước uống, gom đủ thứ trong cái dịch này, đúng không? Thì cái dịch thì nó đâu có tệ hơn đâu, càng ngày càng nhiều người bệnh hơn, rồi bị cách ly nhiều hơn, ok, nhiều ca hơn. Nếu mà cách ly nhiều hơn là ít ra đường hơn, đúng không? Đó, thì bây giờ đó, nước nôi này kia không ai lại dành nữa. Hồi xưa là dành như điên vậy. Bây giờ không ai lại dành nữa. Tại vì sao? Cái gì nó mới. Rồi theo cái phong trào xã hội vậy rồi cùng nhau chen lấn mua nước, mua nôi, mua giấy này kia, dẫm đạp lên nhau mua, giờ đâu có đâu. Đó, các bạn thấy không? Đó, giờ đó nước đầy nhà đó, lo mà uống đi. Với lại mình không hiểu sao mà đi mua giấy vệ sinh mua nước nè. Giấy vệ sinh thì người ta dịch thì cần nhiều giấy vệ sinh. Nếu ai biết thì comment cho mình nha. Còn nước á, thì nước ở Mỹ là cứ đun sôi lên uống thôi. Nước ở Mỹ á, các bạn á, không đun sôi cũng được. Các bạn uống ở vòi bông tên ra cũng được nữa. Nó đủ sạch rồi. Đó, là nó đạt chuẩn để uống luôn rồi. Đó, cũng đi mua nước nữa. Ok, cái đó một cái phóng sự nho nhỏ cho cả nhà biết là thấy cái tình hình ở bên đây như thế nào. Hai các bạn ha. Hồi xưa thì dồn nhau đi mua, chen lấn, sắp hàng, tùm lum. Bây giờ thì hết rồi. Mà nó cũng nói lên con người của mình á. Con người của mình là theo yếu tố đám đông rất là nhiều, không có một cái chánh kiến đâu. Các bạn biết không? Đó, mua cho đã, giờ nó lo uống đi. Rồi. Giờ mình đi một vòng cho các bạn xem Costco ở bên Mỹ nó có như thế nào nha. Mình mới làm cái membership nữa cho ba mẹ mình để ba mẹ mình đi cho nó dễ. À, thấy chưa? Đây là cái khu vực mà bán quần áo thôi nè, các bạn thấy không? À, và bán thực phẩm chức năng, tất cả mọi thứ. Ở đây là bán mấy cái đồ để ngoài trời, như là lò sưởi, mấy cái ghế, mấy cái nệm để ngoài trời. Mấy cái này á, mấy cái này mưa nó không có ướt nha cả nhà, cho nên là mình để ngoài trời được luôn, năm này qua tháng nọ. Ok. Ở đây những cái đồ này là nó làm sẵn rồi, mình chỉ về mình hâm ăn thôi. Cái meatball này nè, là cái mấy cái viên mà giống như là xíu mại này nè, ăn rất là ngon nha các bạn. Hồi đó mình có mua mấy cái meatball này mình ăn cực kỳ ngon. Rồi ravioli,
mấy cái mà giống như nuôi đó, mà ở trong là nó có vị tôm hùm nè. Các bạn thấy không? Smoked salmon là cá mà cá salmon mà nó hun khói nè. Đó, mình cũng thích mấy cái món này lắm. Nhưng mà lúc này mình hạn chế ăn mấy cái processed food, là mấy cái đồ ăn mà đóng hộp đóng gói rồi. Thật sự mấy cái đó nó không có tốt cho mình. Và thậm chí trong những cái này nó có sodium nữa, là sodium là natri á các bạn. Muối là natri chloride đúng không? NaCl thì sodium là một cái ion ở trong đó, thì nó cũng dễ làm mình lên huyết áp á. Ok. Thì lúc này ăn khỏe sống khỏe rồi. Ba mẹ mình vẫn còn đây. Đây cũng là một cái quầy mà mình cũng hay vô hồi xưa nè. Đó, cái quầy này gọi là cái quầy bán rượu. À, các bạn thấy chưa? Quầy bán rượu nè. Mình thì không thích uống rượu. Mấy cái rượu mạnh và cái bên đây thì mình không uống, nhưng mà mình thích uống rượu vang đỏ và rượu vang trắng. Vang đỏ thì mình uống khi mình ăn thịt bò, thịt heo, thịt gà, đặc biệt là thịt bò steak. Rất là ngon nha các bạn. Còn rượu vang trắng á, thì mình uống khi mà mình ăn hải sản nha các bạn. Không ai uống rượu vang trắng khi ăn thịt, và không ai ăn uống rượu vang đỏ khi ăn hải sản. Không hợp. Đấy. Rồi các bạn, nếu các bạn thấy video này thú vị á, thì nhớ like, share, comment. Đặc biệt đừng quên đăng ký, hay còn gọi là subscribe kênh Mê Tiếng của mình. Chào các bạn, hẹn các bạn ở những video sau.